Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả cuộc tổng kiểm kê. Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 nhằm lượng hóa thực trạng, tình hình quản lý sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, các vùng kinh tế xã hội và cả nước, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung kiểm kê đất đai năm 2024 được thực hiện tại từng đơn vị hành chính các cấp bao gồm diện tích các loại đất theo quy định và đối tượng đang quản lý sử dụng đất quy định của Luật Đất đai năm 2024, tình hình quản lý sử dụng đất sân gốp, cảng hàng không, sân bay, khu vực sạt lở, bồi đắp, đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu quản lý của địa phương quyết định việc kiểm kê các chuyên đề khác. Thời điểm triển khai kiểm kê đất đai năm 2024 được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.